thế giới quanh con thế nào, vui không? Để đây coi, nãy giờ con đi khám phá làm sao, con thấy cảnh đẹp trên thế nào? Hai đứa con đi khám phá khu rừng này thế nào, thích không? Mai mốt Titi về đây ở không? Đó, bây giờ Titi ra sông bơi nha, nha, đi bơi nha. Ở trong đây chị không có nước ngọt để uống thôi, con phải học cách tìm nước ngọt nha, chứ không phải là uống nước này riết bị tiêu chảy chết. Thôi đi.